Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A01 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Cái chiếc điện thoại này thì đang được bán tại Cellnex với mức giá là khoảng 2.650.000. Và với mức giá đó thì đây có thể coi là một trong những chiếc điện thoại giá rất là rẻ của Samsung. Và cái phân khúc giá này là cái phân khúc giá mà sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả cái sản phẩm Vsmart Joy 3 đấy. Tuy nhiên là cái sản phẩm này ngoài cái thương hiệu tốt hơn Vsmart Joy 3 ra thì nó có những điểm gì để so sánh được với cả Vsmart Joy 3 thì chúng ta sẽ cùng nói ngay trong video ngày hôm nay. Đấy, còn riêng Dương Dê là sẽ luôn luôn nói thẳng nói thật với cả các bạn để các bạn biết rõ ràng xem là sản phẩm này nó đáng mua hay không nhé. Đấy, cái phiên bản của mình đang cầm trên tay này là phiên bản RAM 2 bộ nhớ trong 16. Như vậy là về cái mức giá để cho cái phiên bản tối thiểu như thế này là nó đã không được bằng Vsmart Joy 3 rồi. Đấy, với mức giá như này là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được Joy 3 phiên bản RAM 3 bộ nhớ trong 32 cơ. Đấy, hộp thì nó cũng đóng gói ở mức độ cơ bản thôi. Đấy, bên ngoài thì có hình của sản phẩm này. Còn bên trong thì chúng ta sẽ có những gì đây? Chúng ta sẽ chỉ có sách hướng dẫn sử dụng ở trong cái hộp nhỏ này thôi, chứ chúng ta cũng sẽ không ốp lưng đi kèm đâu. Đấy, đấy là cũng là một cái điểm bị cắt giảm này. Tiếp tục nữa nào, bên trong này chúng ta cũng sẽ không có tai nghe luôn nhé. Đấy, bình thường những sản phẩm Samsung khác ấy, thì họ cũng sẽ có một cái tai nghe, kể cả tai nghe bình thường thì họ cũng có, nhưng mà cái này thì không có. Cáp thì cũng chỉ là sợi cáp micro USB thôi, chứ không phải là USB Type-C. Nên chúng ta sẽ có quay dọc SIM ở đây này. Và sạc thì cũng chỉ là sạc thường thôi, chứ cũng không phải là sạc nhanh. Sạc của nó là 5V 1A. Như vậy là về hộp phụ kiện thì nếu mà so sánh sang với cả Vsmart thì đúng là nó thua kém khá nhiều. Đấy. Rồi, còn đây là sản phẩm của chúng ta. Bên ngoài hộp này chúng ta có in các thông tin cơ bản, ví dụ như là màn hình nốt ruồi, màn hình giọt nước, hay Samsung gọi với tên đấy là Infinity V đấy. Đấy, rồi là có bộ đôi camera kép và có con chip là con chip đến 8 nhân. Đấy, bản chất thì cũng chỉ là chip Snapdragon 439 thôi. Đấy, chip đấy thì so sánh sang với cả Vsmart Joy 3 thì cũng không bằng rồi. Đấy. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ bóc siêu ra. À đây, bóc kiểu này nó cũng nhanh hơn này. Đấy, kéo kiểu này lên nhanh hơn là bóc ra. Rồi, đây là nhân vật chính, các bạn đợi mình một chút để mình setup nhé. Quay trở lại với Samsung Galaxy A01 ấy, thì vừa nãy ngay ở trong cái quá trình mở hộp ấy, chúng ta đã chê nó khá nhiều rồi. Và nếu mà chúng ta chê thêm tí nữa thì có thể là cái video này nó sẽ trở nên rất tiêu cực đối với cả cái Galaxy A01 này. Đấy, nhưng bây giờ mình sẽ nói những cái điểm mà mình cảm thấy là với một sản phẩm giá rẻ nó lại có. Thứ nhất, rất bất ngờ khi mà nó có công nghệ âm thanh Dolby Atmos các bạn ạ. Đây các bạn nhìn không, có Dolby Atmos ở đây. Đây là một điều sẽ khiến cho các bạn nếu mà sử dụng qua tai nghe nó sẽ tốt hơn so với việc là không có công nghệ âm thanh Dolby Atmos. Đấy, công nghệ âm thanh Dolby Atmos ấy thường là chỉ được trang bị trên những dòng cao cấp của Samsung thôi. Đấy là dòng S với cả dòng Note. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại là Samsung cũng đã đưa cái công nghệ âm thanh này xuống dưới những sản phẩm tầm trung giá rẻ như này rồi. Cái Dolby Atmos này chúng ta có một cái điểm rất cần phải chú ý, đấy là nó chỉ mở lên được với việc các bạn đeo qua tai nghe thôi, chứ nó không thể mở được với loa ngoài. Bởi vì sao? Vì sản phẩm này nó chỉ có một loa ngoài mà thôi. Đối với những sản phẩm cao cấp ấy, thì nó sẽ mở được với cả loa ngoài lẫn qua tai nghe, nhưng đối với sản phẩm này thì nó chỉ có một loa ngoài nên là nó không bật được công nghệ âm thanh Dolby Atmos với loa ngoài được. Đó cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Tiếp theo nữa nào, cái điểm mà mình khen nữa đấy chính là về cái thông tin điện thoại. Khi chúng ta vào đây, chúng ta xem cái thông tin phần mềm ấy, thì nó đang chạy cái phiên bản One UI 2.0 rất là mới và chạy sẵn phiên bản Android 10. Như vậy là nếu mình nhớ không lầm thì con Vsmart Joy 3 mới chỉ là Android 9 thôi, thì đây là cái điểm mà nó hơn. Đấy, ngoài cái việc nó hơn thương hiệu thì nó sẽ hơn ở cái việc có Android 10 và có công nghệ âm thanh Dolby Atmos. Đấy. Rồi, còn quay trở lại với cái chiếc máy này thì cái điểm đầu tiên khi mình cầm nó ở trên tay đấy là nó rất là nhẹ. Trọng lượng nó chỉ rơi khoảng 149g thôi, chúng ta cầm lên nó sẽ rất là thoải mái. Và cái mặt lưng ở phía sau này là cái mặt lưng nhám, nghĩa là nếu mà so sánh sang với mặt lưng bóng ấy thì nó sẽ ít để lại mồ hôi dấu vân tay hơn. Tất nhiên mặt lưng này khi mà mình cầm một lúc ấy nó vẫn để lại mồ hôi dấu vân tay này, nhưng nó sẽ ít hơn so với cả mặt lưng bóng. Đó, và khi chúng ta để ý kỹ thì ở phía sau này chúng ta cũng sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau, sẽ có độ phân giải là 13 megapixel và 2 megapixel. Đấy, chúng ta sẽ có đèn flash ở đây, logo Samsung ở đây và cái bộ loa ngoài của nó ở đây nữa. Đấy, nhưng mà nếu các bạn để ý kỹ ra thì mặt lưng ở phía sau này nó cũng không có cảm biến vân tay luôn. Đấy là một điểm trừ nữa. Đấy, tuy nhiên bù lại thì Samsung đã trang bị cái cảm biến mở khóa bằng khuôn mặt lên trên sau này. Các bạn thấy không? Đấy, mình vừa mới mở khóa bằng khuôn mặt đấy. Đó, rồi. Về phía các cái cạnh thì sao? Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái phím tăng giảm âm lượng. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn và một cái khay để chứa hai SIM và một thẻ nhớ. Đấy, bởi vì là cái RAM ROM nó cũng tương đối thấp nên là thành ra là phải trang bị như vậy nó mới thoải mái được. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn chỉ là micro USB mà thôi. Chúng ta sẽ có thêm mic thoại và ở phía trên này thì chúng ta sẽ có rắc cắm tai nghe 3.5mm. Cái sản phẩm này thì như mình cầm ở đây thì nó không được dán sẵn miếng dán màn hình đâu. Đấy, nhưng mà được cái là cái phần
cái phần viền này, mặc dù nó làm phần màn hình này, mặc dù nó làm cao hơn phần khung viền, nhưng mà khi chúng ta vuốt vào nó không đến mức độ quá cấn tay. Đấy, đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy cũng tương đối là ưng ý. Còn lại thì cầm nắm là tương đối nhỏ gọn với cả nhẹ nhàng đấy. Quay trở lại với mặt trước thì sao? Cái mặt trước của sản phẩm này thì sẽ là một mặt trước mà mình đánh giá là viền khá là dày. Phần viền phía trên, phía hai bên cũng như là phiền, đặc biệt là phần phía dưới này rất là dày này. Tuy nhiên là với một sản phẩm giá rẻ như này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn được. Ở đây chúng ta sẽ có một cái loa thoại và một cái camera selfie có độ phân giải là 5 megapixel. Cái camera selfie này thì rất là bình thường thôi, chúng ta cũng chỉ chủ yếu là gọi điện video call thôi. Còn nếu các bạn mà muốn chụp ảnh selfie thì mình khuyên các bạn là nên chụp ảnh selfie ở điều kiện đủ sáng, chứ nếu mà với cái điều kiện ánh sáng ở trong phòng như này thì nhìn nó sẽ rất là xấu đấy. Rồi, ở phía dưới này hoàn toàn không có gì nhá. 3 phím lưu hướng thì đặt ở bên trong màn hình hết rồi. Màn hình này thì sẽ có kích thước khá là nhỏ gọn, 5.7 inch, độ phân giải sẽ là HD+. HD cộng thì cũng là ở mức độ cơ bản thôi, 1520 x 720 pixel. Cái màn hình này là cái màn hình TFT LCD. TFT thì nó sẽ xảy ra vấn đề gì? Đấy là khi chúng ta nghiêng đi như này này. Đấy, thì màu sắc của nó sẽ bị hơi bị thay đổi một tí. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ hơi bị thay đổi một tí, nó không giống kiểu màn hình IPS. Đấy, đấy là cái nhược điểm tiếp theo của nó. Còn về hiệu năng thì ngay như ở đầu video mình đã nói đấy, nó sẽ chạy con chip Snapdragon 439. Con chip này thì không phải là con chip yếu đâu nhá, không phải con chip yếu ở trong cái tầm giá này đâu. Đấy, mặc dù là trong tầm giá này chúng ta có thể lựa chọn được những con chip rất là mạnh mẽ như ở chip 632, tất nhiên là mạnh mẽ trong phân khúc thôi của con Joy 3. RAM thì cũng ở mức độ thấp, đấy là RAM 2GB, bộ nhớ trong thì là 16GB. Đấy, điểm cho AnTuTu đây, cho ra để xem cho vui thôi, thì là 92.000 điểm, nếu đây điểm CPU, điểm GPU sẽ như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, và khi chúng ta xem tiếp vào cái phần thiết bị của tôi ấy, thì chúng ta sẽ thấy những cái thông tin nữa. Đây, nếu mà các bạn muốn xem về pin ấy, thì pin của nó đây. 2920 là theo cái thông số của AnTuTu, còn theo công bố của nhà sản xuất ấy, thì làm tròn lên thì nó là viên pin là 3000 mAh. Đấy, thì tất cả mọi thứ của nó đều chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản mà thôi. Đấy, nếu bạn nào muốn cần một cái sản phẩm thương hiệu, phải là thương hiệu Samsung, thì sẽ là một cái sự lựa chọn. Đấy, chứ mình không nói là đáng mua không nhé, bởi vì đáng mua không nó phụ thuộc vào túi tiền của các bạn. Đấy, còn đây là chế độ chụp ảnh này, chúng ta sẽ có lấy nét động này. Đấy, nó sẽ dựa vào cái camera 20 megapixel đấy. Đấy, giả lập xóa phông có các mức là 7 với cả 0. Đấy, chúng ta sẽ có chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng mà chuyên nghiệp thì với những sản phẩm giá rẻ chúng ta điều chỉnh cơ bản thôi, điều chỉnh được ISO, điều chỉnh được cân bằng trắng và điều chỉnh được EV thôi. Đấy, chứ còn lại thì cũng không thể điều chỉnh được, lấy nét bằng tay cũng như là phơi sáng là không thể điều chỉnh được. Đấy, như vậy là Galaxy A01 ấy, thì mình thấy là nếu mà so sánh sang với cả cái con Vsmart Joy 3 kia ấy, thì có một số những cái điểm mà nó nhỉnh hơn. Thứ nhất là nhỉnh hơn về thương hiệu, thứ hai nữa là nhỉnh hơn về việc là cái cảm giác cầm nắm nó nhỏ gọn, nó nhẹ nhàng, và mặt lưng ở phía sau nó là mặt lưng nhám. Cái nhỉnh hơn tiếp theo đấy là về phần mềm, khi mà nó có Android 10 và có One UI 2.0. Và cái điểm thứ tư đấy là nó có công nghệ âm thanh Dolby Atmos. Còn lại về cấu hình, về camera, về cảm biến vân tay, về sạc nhanh, về cổng USB Type-C, về phụ kiện đi kèm, ốp lưng, rồi tai nghe cái thứ đầy đủ thì nó lại không thể bằng được con Vsmart Joy 3 kia. Đấy, còn các bạn thì bạn cảm thấy sao về Samsung Galaxy A01? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.